Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Sử Việt Đại Nam. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử vua Ngô Xương Văn. Ngô Xương Văn sinh vào năm 935, mất vào năm 965, là một vị vua nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Ông chỉ vì từ năm 950 đến năm 965, trong đó khoảng từ năm 951 đến năm 954, ông chỉ vì cùng với anh trai là Ngô Xương Ngập, sự gọi chung đó là thời Hậu Ngô Vương. Ngô Xương Văn là con thứ hai của Ngô Quyền, mẹ là Hoàng hậu họ Dương. Năm 944 thì Ngô Quyền mất, ủy thác cho con trưởng Ngô Xương Ngập cho Dương Tam Kha, em trai của Dương Hậu. Dương Tam Kha đã cướp ngôi và tự mình làm vua, xưng là Dương Bình Vương. Ngô Xương Ngập đã chạy về Nam Sách, được một hào trưởng là Phạm Lệnh Công che chở. Dương Tam Kha đã 3 lần sai quân đi bắt Ngô Xương Ngập mà không được. Ở đó thì Ngô Xương Ngập đã lấy vợ và sinh con là Ngô Xương Xí. Dương Bình Vương đã lấy Ngô Xương Văn làm con nuôi. Một số nghiên cứu đã cho rằng Ngô Xương Văn lấy con gái Bình Vương là Dương Vân Nga và chính ông là người chồng đầu tiên của bà. Nhưng giả thuyết này không vững chắc và có nhiều điểm mâu thuẫn. Từ khi Dương Tam Kha lấy ngôi của nhà Ngô thì nhiều nơi đã không chịu thuần phục. Các thủ lĩnh đã nổi lên cát cứ ở một vùng đã thường đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Năm Canh Tuất, năm 950 thì Tam Kha đã sai Xương Văn cùng hai tướng Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc đem quân đi đánh hai thôn đường Nguyễn ở Thái Bình. Ngô Xương Văn đi đến nửa đường và đã dụ hai tướng quay trở lại lật đổ Dương Tam Kha. Trích Đại Việt, Sử Ký Toàn Thư. Năm 950, Dương Tam Kha đã sai Ngô Xương Văn cùng với hai tướng họ Dương và họ Đỗ đem quân đi đánh hai làng là Đường và Nguyễn ở Thái Bình. Khi quân đến Từ Liêm thì Ngô Xương Văn nói với hai tướng rằng đức lớn của tiên vương đã thấm vào tận lòng dân, cho nên chính lệnh ban ra không ai là không thuận nghe theo. Nay không ai tiên vương đã lìa bỏ quần thần, Bình Vương chỉ Dương Tam Kha đã làm việc bất nghĩa, cướp ngôi của anh ta, tội thật không có gì lớn bằng. Giờ đây thì Bình Vương lại sai chúng ta đi đánh hai làng vô tội. Nếu mày mà thắng được thì chẳng phải nói làm gì, còn như họ không chịu hàng phục thì ta biết làm sao được. Hai tướng cùng nói, chúng tôi xin theo lệnh của ông. Ngô Xương Văn lại nói, ta muốn đem quân quay lại đánh úp Bình Vương để khôi phục cơ nghiệp của tiên vương ta, như thế có nên chăng? Hai tướng đã cùng cho là hay và bèn quay về đánh úp Dương Tam Kha. Mọi người muốn giết Dương Tam Kha đi, nhưng Ngô Xương Văn nói, Bình Vương đối với ta có ơn, chỉ việc Dương Tam Kha đã nhận Ngô Xương Văn làm con nuôi, tại sao lại nỡ giết? Nói rồi bèn giáng Dương Tam Kha làm Trương Dương Công, ban cho đất làm Thực Ấp, nay là bến Trương Dương. Ngô Xương Văn đã không giết Dương Tam Kha mà giáng xuống làm Trương Dương Công. Năm 950 thì Ngô Xương Văn đã tự xưng làm Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa. Ngô Xương Văn đã cho đón người anh trai Ngô Xương Ngập về, được chuẩn tấu của Dương Thái Hậu, Ngô Xương Ngập cũng lên làm vua, xưng là Thiên Sách Vương. Khi đó thì cùng tồn tại hai vua. Năm 951, ông cùng với Thiên Sách Vương đã đi đánh Đinh Bổ Lĩnh ở Hoa Lư, Ninh Bình và không thuần phục triều đình nhưng không thắng và phải quay trở về. Ngô Xương Ngập đã chuyên quyền không cho Ngô Xương Văn tham gia chính sự. Ngô Xương Ngập còn định trừ Ngô Xương Văn để một mình làm vua. Nhưng năm 954 thì Ngô Xương Ngập đã bị bệnh chết. Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn đã một mình trị nước. Theo sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục dẫn chiếu từ Ngũ Đại Sử Thiên Nam Hán Thế Gia, sau khi Xương Ngập chết thì Xương Văn đã sai sứ đến gặp vua Nam Hán là Lưu Thịnh, con của Lưu Cung, xin tiết viện. Lưu Thịnh đã sai cấp sử chung là Lý Dư đã đem cờ tinh cờ tiết sang để chiêu dụ. Lý Dư đã đi đến Bạch Châu, Ngô Xương Văn đã sai người đến ngăn lại và bảo rằng giặc biển làm loạn, đường xá khó đi và thành thử Lý Dư đã không sang được đến tới nơi. Có lẽ Nam Tấn Vương đã ân hận trong việc thần phục kẻ địch đã từng thua bại dưới tay của ông ngoại và cha mình và thấy Nam Hán đã không đủ mạnh để thần phục nên đã tìm cách không gặp sứ Nam Hán. Trong nước thì có nhiều nơi làm loạn, không thuần phục triều đình, Nam Tấn Vương đã mang quân đi dẹp. Đầu tiên thì ông dẹp được giặc Chu Thái, sau đó vào năm 965, Ngô Xương Văn đã đem quân đi đánh hai thôn Đường và Nguyễn ở Thái Bình. Ông đã bị phục binh bắn nỏ trúng và tử trận.
Theo giáo sư Trần Quốc Vượng thì thôn Đường, tức là đường Lầm, thuộc phạm vi chiếm đóng của sứ quân Ngô Nhật Khánh, còn thôn Nguyễn Gia Loan thuộc căn cứ của sứ quân Nguyễn Thái Bình, tức Nguyễn Khoan. Ngô Xương Văn đã làm vua được 15 năm. Thời kỳ trị vì của Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập được gọi chung là hậu Ngô Vương. Sau đó thì con của Ngô Xương Ngập là Ngô Xương Xí đã lên ngôi, nhưng thế lực suy yếu và phải rút về giữ ở đất Bình Kiều. Từ năm 966 thì hình thành 12 sứ quân, sự gọi là loạn 12 sứ quân. Cho tới năm Mậu Thìn 968 thì đạo quân của Đinh Bộ Lĩnh sau hàng loạt chiến thắng thống nhất đất nước và mở ra nhà Đinh, nhà Ngô đã kết thúc. Về đánh giá, trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lê Văn Hưu viết: Nam Tấn Vương, nhà Ngô trước bị gia thần là Tam Kha giam giữ, sau bị anh là Xương Ngập áp chế. Một sớm đắc chí và không biết cẩn thận giữ mình, cho nên hưởng nước ngắn ngủi, không có chính tích gì đáng tiếc thay. Nhưng cứ xem việc tha tội cho Bình Vương há không phải là nhân ư, chịu nhịn cho Xương Ngập kiêu sắc há không phải cung ư. Đã nhân lại cung cũng có thể thấy Vương là người ra sao rồi. Ngô Sĩ Liên có lời trong bài Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Nam Tấn nhà Ngô đã dùng chính nghĩa trừ kẻ tàn bạo và lấy lại được cơ nghiệp. Công việc ấy cũng đã yên ủi vong linh của tổ tiên mình, làm nguôi lòng bực tức của quỷ thần, của nhân dân. Thế mà chỉ vì hiền lành, nhu nhờ đã không trừng trị Tam Kha về tội cướp nước, lại còn gây ra chiến tranh bẩn thỉu ở Thái Bình, cuối cùng đã tự rước lấy tai nạn thật đáng tiếc. Ngô Thị Sĩ trong Việt Sử Tiêu Án cũng có lời bàn về Ngô Xương Văn như sau: Hậu Ngô Vương ở chỗ thâm cung nên tặc thần không ngờ đến, ở giữa đường quay về mà chư tướng không dám trái ý, chuất phục được kẻ gian tà dễ như thay bản cờ. 15 năm giữ cơ nghiệp đáng gọi là lương chúa, đẻ con như thế Ngô quyền cũng như là không chết. Đến như thiên sách chuyên quyền mà mình không được giữ chính quyền, Tam Kha đã cướp ngôi vua mà không nỡ ra hình, luận giả cho Xương Văn là cô tức. Nhưng xét bản tâm của Xương Văn thì chỉ biết cung kính anh, đệ kính nhường dòng con trưởng, không giết cậu, đệ mẹ được yên lòng, cũng là người có tư chất tốt. Không thế thì nếu không giết anh là Xương Ngập, cũng không để Tam Kha được sống. Duy chỉ có lỗi là đệ lộ cơ mưu đến nỗi bị mũi tên lạc, chí khí hăng hái của thiếu niên chưa bỏ đi được là đáng tiếc đó thôi. Khi đề cập tới Xương Văn thì có tư chất tốt, không thế thì nếu không giết anh là Xương Ngập cũng không để Tam Kha được sống. Ngô Sĩ Liền, có lẽ Ngô Thị Sĩ có lẽ muốn so sánh chuyện nhà Ngô với những cảnh huynh đệ tương tàn, thói ích kỷ, vô nhân của một số quân vương trong lịch sử Trung Quốc như Lý Thế Dân đã giết em cùng mẹ và 10 cháu ruột, bức cha thoái vị. Tống Cao Tông, Triệu Cấu đã không muốn xin nhà Kim thả cha là Huy Tông và anh là Khâm Tông đang làm tù binh trong tay giặc được về mà chỉ xin tha cho mẹ, rồi tìm cách vu tội giết Nhạc Phi vì danh tướng này muốn đánh vào kinh đô nhà Kim để rước hai vua cũ về Nam. Hay Minh Anh Tông được em là Cảnh Đế đã cứu thoát từ tay người Mông sau 7 năm làm tù binh và đã tìm cách sát hại em để đoạt lại ngôi. Lời bàn của Ngô Sĩ Liên có phần chưa thỏa đáng. Việc gọi anh về cùng làm vua và tha cho Dương Tam Kha là lòng nhân nghĩa khiêm nhường của Xương Văn, không thể nói là ông nhu nhược. Dẹp được giặc Chu Thái có thể nói là ông đủ cứng cỏi để cầm quyền. So với Ngô Sĩ Liên, Lê Văn Hưu thì Ngô Thị Sĩ có lời bàn hợp lý hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.